Cái gì ấy? Cái gì vậy? Cái gì? Anh ra cái mộ kia mà xem. Cái gì? Chết, người chết mà không chôn gì à? Làm gì nó có chuyện được người mộ nào người chết không chôn? Ở đâu? Mộ nào? Đây 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 đây, cái mộ mẹ này. Anh ra đi em xả nó. Làm gì có mộ đấy? Kìa, trời ơi. Mình tính sao? Giờ anh lại đi em không bị hoa mắt không đấy? Có thấy gì đâu. Ui dồi. Để mát thế. Làm ngay ở cái chỗ có suối, có khe, nước nó mát, nó dội lên. Thời tiết hôm nay cũng khá là ổn định. Có nắng, có gió. Em rất hẳn lên đã. Rất hẳn lên nữa rồi hẳn. Nó chặt cái không là nhựa nó vào tay là lại như kiểu là con ghẻ. Nó có rễ mà, nó ở dưới nó nhiều rễ mà. Chặt cái ngọn này, chặt ngọn này. Cái củ này là cái củ nó cũng được 2 năm rồi cả nhà. Đấy, khá là to, nhưng mà cũng không to xuất sắc, gọi là khai thác được. Nó đã đủ tuổi, đủ năm rồi thì nó khai thác rất là ok luôn. Đây như cả nhà như thế này, đấy, chỗ này bụi chỗ này thì khai thác có vẻ rất tuyệt vời rồi. Bụi cây to, cây to lắm. Rất to lên, đừng cắt như vậy. Đấy, rất lấy cái cả rễ này lên, tí là mình sẽ xử lý sau. Chỗ này cũng được tập khoảng 3. Nếu mà lấy hết chỗ này thì phải được tầm 30-40 cân. Con chết này anh ơi, con chết. Bắt ăn luôn. Cái to này bé. Cái cũng to. Tại vì tao chỉ đốt cho phát nó lại đau đau một tí rồi mà. Ngọc thì đang khai thác ở tận đằng kia. Anh em chia nhau ra để quay làm. Cẩn thận tao không vào vào tay không. Lấy được cả rễ thì càng tốt. Đây, những cái củ bé thì để lại, những cái củ vừa vừa. Đấy, em cắt cái này. Khai thác những củ vừa đủ năm đủ tuổi. Rồi, củ này đẹp chưa? Trên này cũng khá là to. Ừ, vậy là bám cũng hơi chắc rồi. Hai bạn. Nhà ơi, to chưa? Đấy, phải được 5 cân. Xuất sắc. Chỗ này anh đợi to thế. Chặt luôn chỗ này này. Chỗ này củ nó to dã man. Những cái cây bé bé này tí nữa mình khai ấy xong là mình lại dâm xuống cho nó đây. Đẹp thế. Tuyệt vời. Tuyệt vời hơn ông mặt trời. Anh thì thấy gì? Con này cắn rất là đau. Con nào? Con này á? Con này không đau. Con này rất là hôi. Động vào nó hôi phi cục. Bọ cạp hôi. Nó không phải là loại bọ cạp đốt đau đâu.
dâm xuống. Ừ, từ đấy dâm nó xuống này, sau lại đi tiếp. Cây này nó già, già là một cây cổ nó mắt vé dưới đây. Cây này nó dễ, rất là dễ lên luôn. Củ là to đấy, xử lý nó củ to luôn. Sao đấy? Rất là to. Ngã bộ trận. Ngã trúng kinh luôn. Không biết được. Ngọc đi về đằng kia xem là có ấy không. Ngọc gọi là hôm nay là gọi là hoa tiêu đi đi dò đường. Mình với Hậu ở đây hôm nay đi khai thác, một người đi tìm người lạ. Rất là nhiều củ, củ to củ bé ở đây rất là nhiều luôn. Đấy chưa? Ôi xưa, đẹp. Nó mê đi luôn. Đây, à, em cầm đây để anh xuống kia. Anh lấy củ xuống kia. Ở đây này. Cần em vác không? Cần em kêu xuống chưa? Quá to rồi. Cứ để đây. Dài, vừa dài vừa to. Cây này chắc phải dài bằng mình luôn. Chật vật mọi người. Dễ nó bám nhiều mà. Dễ nó bám rất là nhiều. Cây này còn cao hơn anh Đại. Dài chưa? Dài. Tuy Đại. Cây luôn. Cây. 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 Cây.
nhờ đi theo anh Đại mà mình cũng biết rất là nhiều loại thuốc luôn. Chứ ngày xưa mình không biết cây này tác dụng gì đâu, mình chỉ biết là cho lợn ăn. Cho lợn ăn là ngứa rách mồm. Cho lợn ấy chỉ cái lá. Lá khoai khoai đỏ thôi. Khoai cho xương đỏ. Cái này khỏe không? Đấy, khỏe được cả 50 cân đấy cả nhà. Cho vào bao tăng tàng thành quả của anh em mình nha cả nhà. Đây, đi ra đằng này xem có không. Anh em nghĩ đằng này rất nhiều. Thế anh ra đằng này xem nhé. Đây, đây không có rồi. Chỗ khu vực này không có rồi. Hôm trước nó lên nhìn anh nhìn nữa, nó cũng chỉ có vài bụi ở trên này thôi, nó không không có nhiều. Nhưng mà bụi ở trên này thì toàn là bụi to thôi. Nó đã có là có bụi to luôn. Mà đi vào trong cái khu vực này nguy hiểm lắm. Vào trong này á, không may mà gặp và em tổ ong nó nằm ở dưới cái bụi này thì đúng là chạy không thấu luôn, không nhìn thấy gì luôn. Cái bao kia này em vẫn để ở trên xe xe đấy hay là để ấy? Em đang để trên xe đấy ạ. Anh em mình vừa đi cũng lấy được khoảng tầm 30-40 cân củ giấy à. Giờ tiện lên trên này để đi tìm cây. Tiện chuyến đi cây ăn xoa. Ngọc thì đang hoa tiêu nên là nên là không đi cùng anh em mình trên này, gọi là trên tiện đường đi thôi. Vừa đi vừa khua khua xem là có ong nhức gì không nhá. Đừng đi vào bụi rậm. Đi vào bụi rậm là mệt lắm ấy. Đây, để anh xuống đây anh xem có bụi không. Thì cứ lấy được bao nhiêu thì lấy. Úi giời ơi, cái này đúng là cái rãnh luôn cả nhà. Nhãn vải mùa này thì họ ấy hết rồi. Cái gì ấy? Cái gì vậy? Cái gì? Anh ra cái mộ kia mà xem. Cái gì? Không người chết, không người chết mà không chôn kìa. Làm gì nó có chuyện là người mộ nào người chết không chôn? Ở đâu? Mộ nào? Đây 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 đây, cái mộ nghe này. Anh già đi em sợ lắm rồi. Làm gì có mộ đấy? Kìa kìa, trời ơi. Mình tính sao? Giờ anh lại đi em có bị hoa mắt không đấy? Không hoa làm sao được. Anh ta xem như mình sợ đấy. Có thấy gì đâu. Ui dồi. Ui dồi. Đúng không anh? Không phải con gái, phụ nữ rất là nằm ở dưới đây. Đấy, nhưng mà không? Nhưng mà đây có phải là mộ đâu. Cái này là cái bể hoang cũ người ta đựng nước mà. Nhưng mà làm sao lại bị như thế nhỉ? Ui, ở trên kia có cái liềm kìa. Người ta đi cắt cỏ. Không biết làm sao lại nằm ở kia. Em đi ra không? Đi ra đây giờ nào, bình tĩnh nha nào. Ra đây bình tĩnh nào. Ui, anh xem đi. Anh không biết đâu. Con gái. Con gái làm rỗng xoài đây này. Hay bị làm sao? Hả? Không biết được, xung quanh đây, nhìn xung quanh đây xem như thế nào. Nhưng mà Hậu ơi, Hậu ơi, đi 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 xuống đây, đi xuống đây. Đi xuống đây. Hình như là anh nhìn đấy. Hình như nó vẫn còn thở sao đấy. Đi xuống kiểm tra xem là người ta có bị làm sao không. Anh kiểm tra đi. Đi xuống đi. Đi xuống kiểm tra cho nào. Con gái đàn bà xuống nó dễ hơn. Đừng cho vào liềm. Bỏ này ra. Em lên xuống xem là người ta bị làm sao. Đừng động vào liềm này nhớ, biết đâu là có ăn mạng hay là như thế nào đấy. Kiểm tra xem là người ta có ấy không.
có vấn đề gì không? Anh nhìn như kiểu là bụng như nó vẫn còn thở kìa. Có phải không?